cái gì? Ai thổi? Mày thổi chèo? Mày tháo? Tự nhiên chạy muốn chết rồi nó thì đang ngáp vô tay chưa? Rồi chưa bắn xong chưa? Vô ta kêu má. Ai nữa? Trời ơi, chị lên đi nữa đi. Trời ơi, hay quá trời. Trời ơi. Đi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Chị đó, anh trai đang ôm con kìa. Sẵn sàng bỏ 20 ngàn á. Để cho chị giảm cân đó. Trời ơi. Trời chị. Coi cho gia đình kìa, trời ơi. Một tay ấm con, một tay dò lô tô dẫn đường cho quý vị kìa. Đó. Trời ơi. Trời ơi! Lại đi gì? Trời ơi, kỳ này tôi nó bà lộ không sao cưới được thì thôi. Đi hết vé hả? Thêm vé. Tiền lẻ, tiền lẻ. Cứu bà tiền lẻ Huy ơi. Trời ơi, tưởng bà nó đi về á. Trời ơi, lại gì có đi về á thôi chị ơi. Anh hả? Bố đó chị ơi. Là anh trai mới vô đúng không anh? Dạ. Gì sao lạ quá vậy? Hả? À, anh này là sao đây? Sao đây? Mua vé hả? Trời ơi. Đi hết mua vé biết mình liền luôn vậy. Nay ai mua anh? Anh muốn mua vé của ai đó thì em kêu mình lên xuống máy biết liền. Mua vé của ai anh? Bà lộ. Không bên được. Chị lộ kia lộ. Rồi, chúc quý vị nghe. Bây giờ quý vị được cái tờ này trên tay. Bây giờ sẽ có chuẩn bị. Giờ số Woo!
từ những ngày đầu tiên mà Lộ có sân khấu tại Showbiz thì anh đã hỗ trợ là nhà gọi là hỗ trợ truyền thông chính thức cũng như là quản lý truyền thông chính thức của đoàn Sài Gòn Tân Thời. Happy birthday em Bệ Thuận nha. Tiếng kia cảm ơn anh đã đến và luôn đồng hành cùng với Sài Gòn Tân Thời và Lộ Lộ. Cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều sức khỏe cho từ mới nha. Và bây giờ em với chúng ta xin mời quý vị cùng với Hồng Nhung sẽ tiếp.